Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của mình. Không biết là các bạn có giống như mình không, nhưng mình sẽ có vài cái điều mà mình chắc chắn là mình sẽ không làm nếu như mà mình vẫn còn ở trong cái giới vẽ này. Mà nếu như mà mình trong tương lai mình vẫn còn vẽ thì mình sẽ vẫn tiếp tục giữ đúng cái nguyên tắc này của mình. Cái này thì là của mình thôi, còn với các bạn thì mình không biết. Và mình chia sẻ để xem là chúng ta có hiểu nhau hay không ở khoảng này. Khi mình đang chuẩn bị để tô màu chi tiết một cái tranh. Đây là cái bộ màu Sumi của Curatex. Và cái bộ này là cái bộ mà toàn là các cái tone màu tối nè. Còn cái bộ này thì nó là bộ Romance. Thì cái bộ này mình cũng có review rồi. Ở đây chúng ta có một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này thì đựng màu Michelo. Tranh mà chúng ta sẽ vẽ hôm nay, cái tranh này mình đã đi hết cái lớp bay rồi nè, cho nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu vào mình tô chi tiết. Thật ra cũng không cần phải chi tiết quá đâu, về cơ bản thì như vậy nó cũng đã ok rồi. Nhưng mà mình muốn tô một số cái phần tay và phần bóng của áo và trang phục một chút nữa cho nó nhìn nó đẹp hơn. Ok, cọ mới của Hoàng Nguyệt Cát gửi cho mình ba cây mới và dĩ nhiên không phải thiếu cây anh đào. Các bạn biết không, từ hồi mà mình vừa bắt đầu vô gọi là vào giới vẽ này, bước chân vào một cái sân chơi mới đó, thì mình đã luôn làm những cái điều này. Đầu tiên, thứ nhất là mình không hỏi tuổi của người khác. Thứ hai là mình không hỏi người ta vẽ bao nhiêu năm rồi. Tiếp theo, mình không hỏi người ta là show mặt được không. Tiếp theo nữa là mình hỏi người ta là hãy nhận xét tranh giùm cho mình. Còn cái cuối cùng thì tạm thời chưa có nghĩ ra, nếu mà hồi nó nghĩ ra thì mình sẽ nói. Nhưng mà tạm thời đó là bốn cái mà mình nhất định sẽ làm và nhất định sẽ giữ đúng cái giới hạn đó nếu mà mình vẫn còn ở trong giới vẽ. Thì tại sao mình lại không kiểu đi hỏi người ta nhận xét về tranh của mình? Cái thứ nhất á, là khi mà bạn hỏi người ta rồi á, thì nói chung là dù cho bạn vẽ đẹp hay là vẽ xấu đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào mà tránh khỏi những cái câu nói nó đôi khi là nó mất lòng, hoặc là những cái câu nói gọi là sao ta, những cái ý kiến đóng góp mà thật sự là nó có thể là nó khó nghe, hoặc là có thể là người ta khen lơ chẳng hạn. Khen lơ là kiểu như là nhìn qua cái tranh xong rồi cái ôi trời bạn vẽ xinh quá, bạn vẽ đẹp quá, trời bạn vẽ xịn ghê luôn vậy. Mặc dù là cái tranh của mình cảm thấy nha, trong cái bản thân mình là mình thấy là nó còn nhiều thiếu sót ở điểm này điểm kia, nhưng mà có thể là người ta vì người ta nể mình cho là người ta khen lơ mình, hoặc là có thể như là kiểu là người ta thảo mai, hoặc là người ta muốn kiểu vui vẻ thôi, người ta chỉ khen qua loa thôi kiểu vậy, thì cũng khiến cho mình cảm thấy rất là không có được tốt đó. Cho dù người ta khen hay người ta chê mình nha, thì mình cũng cảm thấy không có được tốt. Cho nên là với bản thân mình thì mình sẽ không có đi hỏi người khác nhận xét về tranh của mình. Dĩ nhiên thì điều này không thể nào cấm được. Đôi khi là mình đăng một cái bức tranh lên mạng, hoặc mình đăng một cái video lên mạng, sẽ rất là nhiều người nhận xét vào tranh của mình. Tuy nhiên thì vẫn luôn giữ cái thái độ đó. Có nghĩa là họ có quyền được nhận xét vào tranh của mình, nhưng mà mình sẽ không bao giờ mình đi đặt một cái câu hỏi là bạn hãy nhận xét giùm cái tranh của mình đi. Đấy là cái nguyên tắc của mình không bao giờ mình làm như vậy cả. Có thể là hồi xưa lúc mà mình vừa mới bước chân vào á, thì mình cảm thấy là cái điều đó nó cũng bình thường thôi, có gì đâu mà phải gay gắt đúng không. Nhưng mà sau này khi mà mình đã trải qua nhiều năm ở trong cái giới này rồi, thì mình cũng nhận ra là đừng hỏi thì nó sẽ không có tổn thương. Mặc dù là mình biết là có nhiều bạn hỏi theo kiểu như là mong muốn được đóng góp, được xây dựng để mình kiểu khá hơn mỗi ngày á, nhưng mà hạn chế thôi các bạn. Thật ra là khi mà các bạn đã đăng một cái bức tranh lên trên mạng thì các bạn đã nhận được đủ thể loại nhận xét rồi. Bạn nào mà tâm lý mạnh á, hoặc là vui vẻ vô tư, không có suy nghĩ nhiều á, thì ok, welcome với lại thể loại đó, kiểu nhận xét tranh cho mình ngày càng tốt hơn chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà bạn nào tâm lý yếu á, kiểu có những bạn vào nhận xét tranh một cách rất là thẳng thắn, đôi khi là đến cái mức đó gọi là hơi vô duyên á, thì những cái bạn đó sẽ cảm thấy rất là suy sụp.
Nếu mà bạn nào mà cảm thấy là bản thân mình không chịu được những cái chuyện đó thì tốt nhất là đừng nên thử một cái trò chơi mạo hiểm như vậy. Đôi khi là các bạn sẽ nhận được những cái lời gọi là góp ý rất là phũ phàng và cũng như là sát thương cực kỳ cao, đem cực kỳ cao luôn. Nhưng mà ở một vị trí nào đó khác thì thật ra là mình cũng là một cái người rất được hay được inbox riêng để hỏi là kiểu chị ơi chị có thể nhận xét tranh của em hay không, chị ơi chị có thể nhận xét tranh cho em được hay không. Thì một là mình sẽ im luôn, còn hai là mình sẽ trả lời thẳng là mình không có nhận xét tranh gì ở đây hết trơn á. Cái đó thì mình không có chuyên môn, với cả là hả, như mình cũng đã nói rồi đó, khen thì nó hơi giả trân quá, mà chê thì sợ người khác đau lòng tổn thương. Thật sự mình cũng không muốn gọi là làm cho người khác kiểu một người tự nhiên một ngày xa lạ họ đi hỏi một cái người mà họ cảm thấy là họ rất tin tưởng và xong người ta góp ý, xong rồi kiểu một ngày của mình nó buồn luôn á. Thì mình không thích kiểu như vậy, tôi không thích một ngày mà bị vì một câu nói mà phải buồn cả ngày, mình không thích kiểu như vậy. Là mặc dù có rất là nhiều bạn hỏi những cái câu tương tự như vậy trong cái phần inbox của mình hoặc là trong cái phần bình luận của mình, nhưng mà mình chắc chắn là sẽ không trả lời những cái câu hỏi như vậy rồi. Ok, tiếp theo là cái vụ mà kiểu hỏi người ta năm nay bao nhiêu tuổi. Lâu lâu thấy một nhân tố mới xuất hiện ở kiểu trong giới là mấy cái nhân tố cũ hay đi hỏi, hoặc là những cái bạn nhỏ nhỏ hơn kiểu mới vào thì sẽ hay hỏi là bạn bao nhiêu tuổi. Một cái sự háo hức là xem là nếu mà người này vẻ đẹp thì chắc là người này cũng phải lớn tuổi rồi, hoặc là nếu như mà bạn này nhỏ tuổi hơn mình thì thật là ngưỡng mộ quá. Nhưng mà phần nào đó các bạn à, cái việc đó nó cũng tạo cho mình một cái gọi là sức ép hả? Tự ti vì mình bằng tuổi người ta mà mình trẻ xấu hơn. Mình thấy là đa số là nó không có được tốt cho lắm. Ví dụ như là phần đông những cái bình luận mà mình thấy sau khi mà các bạn đã biết được tuổi của người ta thì các bạn hay bảo là sao bạn còn trẻ, bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình và bạn ấy vẻ đẹp hơn mình, hoặc là sao mà bà này lớn rồi mà bà vẽ cái nét vẽ bà xấu như vậy. Mình là một cái trường hợp mà từng bị nghe cái câu là lớn đến từng này tuổi vẽ được bao nhiêu đó năm rồi mà vẫn vẽ xấu như vậy, là mình từng nghe nha các bạn. Bản thân mình không tự nhận là vẽ lâu năm á, là phải vẽ đẹp các bạn. Không có một cái khái niệm nào nói như vậy hết trơn. Nó chỉ là cái quá trình luyện tập và cái khả năng tiếp thu của người ta tốt thì họ sẽ vẽ đẹp lên thôi. Chứ không phải là càng vẽ lâu năm thì càng vẽ đẹp, các bạn hiểu không? Cho nên là với mình á, cái chuyện mà hỏi người ta bao nhiêu tuổi hoặc là bạn đã vẽ ở trong giới này được, bạn đã vẽ được bao nhiêu năm thì nó thật sự là nó, thứ nhất là nó không quan trọng, thứ hai là nó liên quan đến tuổi tác, nó là một cái sự tế nhị các bạn. Cũng giống như là các bạn hỏi người ta là giới tính của bạn là gì hoặc là xu hướng của bạn là gì vậy đó, nó hơi tế nhị vậy. Thế cho nên là mình chưa bao giờ, cái trụ này thì thật sự là chưa bao giờ mình đi hỏi người ta xem là người ta vẽ bao nhiêu năm hoặc là người ta bao nhiêu tuổi rồi. Thật ra là hỏi tuổi thì mục đích chính là để xưng hô cho nó phù hợp. Nhưng mà đôi khi là mình thấy nó lại bị biến tướng theo cái kiểu như vậy và mình cảm thấy rất là khó chịu. Khi mà các bạn tự so sánh xong rồi tự đạp người này đá người kia xong rồi nó có những cái chuyện không hay á. Cho nên là tốt nhất thì hỏi tuổi thì thật ra là cũng không giấu tuổi hay là cũng không phát tuổi gì, nhưng mà cái chuyện đó nó giống như là một cái chuyện mà không cần thiết lắm. Vậy câu hỏi tiếp theo cũng là một cái câu hỏi mà mình nhận được khá là nhiều, đó chính là chị ơi chị show mặt được không? Không phải là không show được, mà thật ra là nó là cái chuyện riêng tư và mình cũng không muốn gọi là các bạn quan tâm chú ý quá nhiều đến gương mặt của mình thay vì bức tranh của mình. Thật ra là nếu mà bạn có nhan sắc thì làm cái gì mà nó chả dễ đúng không? Tuy nhiên thì mình tự nhận thấy bản thân mình thì cũng tầm thường như bao người, cũng không có được đẹp, không có được xuất sắc, cho nên là không cần thiết phải show ra chi cho nó mắc công đấy. Nhưng mà nó cũng không phải là xấu đau xấu đớn để phải giấu, cho nên là thật ra là trong một số cái vlog thì các bạn cũng sẽ thấy, hoặc là ngày xưa mình cũng có up ảnh lên rồi, cũng không phải là giấu gì, nhưng mà thấy là không cần thiết, không cần phải show up ra nhiều á các bạn. Bên cạnh đó là mình rất là sợ một cái, rất là sợ body shaming. Thì các bạn thấy là lúc mình vẽ thì mình chỉ show cái tay của mình ra thôi đúng không? Đấy, chỉ show cái tay của mình ra thôi. Mặc dù như vậy nhưng vẫn bị body shaming, không phải gọi là hand shaming hả?
có một đợt mình làm cái clip là tip vẽ tay cho các bạn, thì cái phần vẽ tay thì sẽ show up cái tay của mình ra rất là nhiều đúng không? Thì có khá là nhiều bạn cũng vào và bình luận nói là tại sao tay mình nó lại như vậy hoặc là thế kia nó, cho nên là mình đã rất là hạn chế show up ra những cái đó rồi, nhưng mà không ngờ chỉ với một cái bàn tay thôi mà các bạn cũng có thể chê lên chê xuống được. Như mình cũng nói đó, thì mình chỉ muốn các bạn tập trung vào cái tranh vẽ của mình thôi, chứ các bạn không cần thiết là phải tập trung vào cái giao diện của mình. Nếu mà bạn nào thích show thì bạn cứ show thôi, nhưng mà mình nói là khi mà các bạn lên trên mạng, các bạn gặp ai, ví dụ như là một artist đi, có thể là khi mà bạn thấy là họ quay video mà họ không có show cái mặt của họ ra thì có thể là họ không muốn, hoặc là họ chưa muốn, chưa đến lúc để mà họ cảm thấy là họ có đủ tự tin để mà họ phô bày tất cả mọi thứ ra với lại cả thế giới kiểu vậy. Thì bạn không cần thiết là bạn phải hỏi điều đó, cái đó nó cũng là một cái vấn đề riêng tư đó các bạn. Nên là nếu mà chúng ta né được thì né, đừng cố tọc mạch vào đời tư hay là cá nhân của người khác quá nhiều các bạn. Tại vì mình thì cũng chỉ là một cái người xem, một cái viewer thôi. Thật ra là mình cũng không có tò mò đến cái mức mà phải biết mặt mũi nhà cửa người ta ra như thế nào đâu mà, đúng không? Đâu có tò mò đến mức như vậy đâu mà, đúng không? Mình biết rồi thì mình cũng quên thôi, chứ mình cũng đâu phải là mình để làm cái gì đâu, đúng không? Cho nên là nếu mà không cần thiết thì cũng không cần phải hỏi đâu các bạn. Suy nghĩ ra cái thứ năm rồi. Không bao giờ, chưa bao giờ mình đi hỏi một cái người nào đó là bạn ơi cho tôi học nét của bạn nha. No, không bao giờ. Không bao giờ nha các bạn. Không biết một số bạn có dũng khí ở đâu để đi hỏi một cái câu là chị ơi cho em mượn cái, ủa chị ơi em học nét của chị nha. Mình thì chưa gặp cái trường hợp đó bao giờ. Chắc là tại vì mình nét của mình hơi đại trà. Nhưng mà cái câu mà hỏi mình là chị ơi cho em mượn idea của chị nha thì mình gặp nhiều. Còn cái câu mà cho mượn nét vẽ thì mình chưa gặp, nhưng mà mình thấy nhiều người gặp rồi. Đấy, nhưng mà mình cũng thêm nó vào danh sách là những cái việc mình sẽ không bao giờ làm. Với cái chuyện mà gọi là mượn idea, mượn ý tưởng này thì với mình nó là chuyện bình thường. Mình cũng rất là thường hay là như vậy. Kiểu của mình là mình thấy một cái idea đúng không, thì từ cái idea nó sẽ dẫn lối cho mình đến với một cái khác. Cho nên là không có cái gì gọi là đạo nhái idea hay là bất kỳ một cái gì ở đây cả. Chỉ là kiểu một cái cảm hứng, một cái nguồn cảm hứng để khi mà mình nhìn vào cái tranh đó mình có thể mình vẽ theo kiểu tốt hơn, giống là cái rap để mà mình vẽ theo một cách tốt hơn vậy thôi. Cho nên là không có cái gì gọi là quá ấy cả. Nếu mà bạn nào mà có hỏi mình thì mình cũng nói là chả sao cả, tự nhiên. Ví dụ như là ai muốn fan art khá to của mình thì tự nhiên, ai muốn gọi là mượn ý tưởng từ cái tranh của mình. Ví dụ như là em thấy là cái idea vẽ tóc xanh này phối màu như này được quá, cho em mượn idea này về để em tô màu theo giống như vậy, thì ok, không có gì cả. Không có gì cả, không có gì hết. Không cần phải hỏi luôn. Chỉ trừ cái trường hợp là chị ơi, em muốn, em thấy tranh của chị đẹp quá thôi, để em xin chị để em lấy về làm của em được không, thì có cái nịt nha. Hoặc là em đăng tranh này lên mạng rồi em tự nhận là của em được không chị, thì có cái nịt nha. Cái đó thì không được. Nhưng mà kiểu idea, kiểu ý tưởng để em tô màu hoặc là ý tưởng để mình vẽ thì đó là chuyện bình thường, mình thấy là bình thường, không có vấn đề cả, không cần thiết phải hỏi. Chuyện học nét thì mình thấy nó rất là kỳ. Mình thấy rất là kỳ luôn, cái chuyện đó thì rất là kỳ nha. Tôi thấy rất là kỳ. Tại vì cái nét của người ta là cái nét vẽ kiểu, ví dụ như những bạn nào mà có nét riêng rồi á, thì cái đã gọi là cái nét riêng, cái signature của người ta rồi. Thì khi mà các bạn nhìn vào là auto rồi, các bạn biết từ ai mà ra rồi đúng không? Thì khi mà các bạn học theo thì các bạn, mình cũng nói đó, các bạn cũng chỉ là cái bóng của người ta thôi. Là đừng có cố trở thành một cái người đó thứ hai nữa. Hãy tự tìm cho mình một cái con đường đi. Có thể là bạn nhìn vô cái bức tranh đó, bạn nhìn vô cái nét vẽ đó thì bạn có thể bạn phát triển ra nhiều cái tranh khác, mà bạn tự tạo ra cái nét vẽ của mình. Và cái nét vẽ của người ta là cái gọi là cái idea, cái nguồn cảm hứng để các bạn sáng tạo ra những cái mới, thì cái đó thì ok chứ. Kiểu mình cố gắng học vẽ để mình bắt chước một người và mình đi nói với người ta là chị ơi cho em học phát vẽ của người ta nha, cho dù người ta có gật đầu đi chăng nữa thì người ta cũng rất là khó chịu nếu như mà một cái tranh nào đó ở trên, xuất hiện ở trên mạng giống như là của người ta vẽ, cái phong cách giống là của người ta vẽ, nhưng thực chất ra người ta không phải là người tác giả của tranh đó.
rồi mọi người sẽ hiểu nhầm thế này thế kia nữa thì oh my god luôn. Nếu như mà bạn nào đã có cái nét vẽ riêng rồi mà ai lại hỏi các bạn à, em hỏi học cái nét vẽ này kia thứ của mình thì hơi cấn chứ nhỉ. Bạn nào mà có suy nghĩ đó thì làm ơn nha, mình thì mình chắc chắn là không bao giờ mình đi hỏi người ta như vậy rồi. Dạ sơ, chắc chắn là không bao giờ mà tôi đi hỏi người ta một cái câu kỳ như vậy luôn. Giống như là nhà của mình mà cái người ta vô, tự dưng người ta đi bước vô cái người ta nói hey nhà của mày đẹp quá à, cho tao vô ở ké gì được không, ta sẽ làm một cái nhà y chang như vậy luôn à, quá trời đã luôn. Trong khi nhà mình là mình bỏ tiền ra mình thiết kế độc quyền, xong tự nhiên một ngày hả nó vô nó bay vô nói em mày ơi trời nhà mày đẹp quá à, cho tao mượn bản thiết kế tao đi thi công cái y chang như vậy, không tốn tiền thiết kế, không tốn gọi là đầu tư công sức trí óc gì vô căn nhà của mình hết, chỉ cứ như thế bê qua thôi. Chắc là cái người mà bị học nét người ta đôi khi cũng khó chịu lắm. Nhưng mà cái chuyện học nét này nè, thật ra là các bạn đừng có đi rêu rao, hoặc là các bạn đừng có đi hỏi người ta thôi. Tại vì đi hỏi người ta rất là khó chịu. Và cũng đừng có đi rêu rao là à tôi học nét người này, tôi học nét người kia. Cái chuyện mà các bạn học á, các bạn cứ âm thầm các bạn học. Từ cái học đó các bạn lên tay, các bạn thay đổi để các bạn vẽ tốt hơn thì đó là ok, cái đó thì tốt. Nhưng mà đừng có trở thành bản sao của người ta mà nói thật. Và nhiều bạn bắt đầu xuất phát điểm không phải là tưởng tượng ra để mà vẽ, mà là các bạn chép tranh để mà các bạn vẽ, thì cái đó là chép lại nguyên bức tranh của người ta đúng không? Đấy, nhưng mà đừng bao giờ ôm cái suy nghĩ là chỉ cần mình chép tranh giỏi là mình sẽ vẽ giỏi. Không, chép tranh với lại vẽ nó rất là khác nhau. Bởi vì khi mà các bạn vẽ, các bạn phải có tư duy, các bạn phải có hiểu biết về màu sắc, về bố cục, về các thứ, rất nhiều thứ. Các bạn nào mà vẽ thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Đấy. Rồi nếu mà các bạn chỉ suốt ngày tự hào với cái việc là các bạn chép được một bức tranh nó giống đến 90%, 99% thì cuối cùng thì mình cũng chỉ là cái máy in thôi, chứ mình không phải là một cái người sáng tác ra bức tranh hoặc là một cái người vẽ ra bức tranh đó. Là đừng biến bản thân mình trở thành cái máy in các bạn. Và trong nhiều trường hợp á, cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình là chép tranh thì có tốt hay không. Thì theo nhiều hướng đi, và theo cái cách mà mình làm á, thì nếu mà các bạn chép tranh mà các bạn học hỏi được cái gì ở trong đó thì các bạn hãy chép. Còn nếu mà các bạn chép tranh nó chỉ đơn giản là cái việc mà các bạn copy lại, hoặc là chỉ đơn giản là cái việc mà sao chép lại tác phẩm của người ta một cách vô tri thì thôi mình đừng có làm. Nếu như mà mình chép lại một bức tranh mà mình hiểu là tại sao chỗ đó tác giả lại phối màu này, hoặc là tác giả đã pha cái màu này như thế nào, hoặc là artist dựng cái hình này như thế nào, hoặc là tại sao là nó lại như thế này, tại sao lại như thế kia, mình hiểu được cái điều đó thì hẳn chép. Còn nếu mà mình không hiểu mà mình chỉ chép vì cái sở thích của mình thôi thì nên để nó là một cái sở thích, và đừng tự giận bản thân mình vẽ đẹp nữa. Sự, tại vì để vẽ một bức tranh hay là làm một cái gì chẳng hạn, khi mà bạn đã làm tốt, khi mà bạn đã làm giỏi thì bạn phải bỏ rất là nhiều công sức vào, chứ không phải chỉ là chép một cái bức tranh kiểu như là nó vô chi như vậy. Còn cái việc mà các bạn chép mà các bạn học hỏi được nhiều thứ thì cái đó thì ok, cái đó thì đáng. Ví dụ như là các bạn như mình nói hồi nãy vậy đó, các bạn chép một bức tranh mà các bạn hiểu là tại sao artist lại phối màu như thế này, thì các bạn đã học được cách phối màu và các bạn học được cái palette của artist đó. Hoặc là các bạn đã học được cái cách pha màu thì đó là một cái điều ok, được đó chứ. Mình đã học được một cái thứ gì đó khiến cho mình vẽ tốt hơn mà, đó là cái cách mà học tập không tệ chút nào. Và nhiều người đi là họa sĩ thì họ cũng hay chép lại những cái phong cảnh nè, sự vật thiên nhiên để người ta học tập về cách dựng hình màu sắc trong tự nhiên nó như thế nào, cách pha màu, rồi cách quan sát và cách ghi nhớ, rất là nhiều thứ. Và từ cái việc mà họ vẽ lại cái tranh phong cảnh đó thì cũng gọi là một cái kiểu chép tranh đi ha, thì họ đã học được nhiều thứ và mình thấy là cách đó vẫn gọi là không tệ chút nào, đúng không? Ok, thì cái tranh này tôi sẽ còn vài cái chi tiết nhỏ nhỏ nữa, ví dụ như cái phần huy hiệu này và một vài thứ khác. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ là video này nó đã khá dài, cho nên là tôi sẽ tạm biệt ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu như mà các bạn có những cái quan điểm gì đó thì các bạn có thể bình luận ở bên dưới. Và mình cũng không biết là các bạn khác thì sẽ có những cái, ví dụ các bạn có những cái nguyên tắc nào hay không mà các bạn tự đặt ra cho bản thân mình. Đấy, ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. See ya.